Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình luyện thi học kỳ 1, toán 4, đề số 2. Phần trắc nghiệm 4 điểm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số 85.904.031 là số nào? A, B, C hay là D? D là đáp án đúng. Đây là số 85.904.031. Câu 2, làm tròn số 876.152.529 đến hàng trăm nghìn thì ta được số nào? Đến hàng trăm nghìn. Làm tròn đến hàng trăm nghìn thì những hàng liền sau nó sẽ là không. Liền sau hàng trăm nghìn là hàng chục nghìn, mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta làm tròn lên. Vậy ở đây là 5 thì ta làm tròn lên, hàng trăm nghìn là 1, bây giờ lên là 2. Vậy ta làm tròn được là 876.200.000. B là đáp án đúng. Câu 3, đoạn thẳng BE vuông góc với đoạn thẳng nào? Đáp án đúng là D. Chúng mình quan sát. Đoạn thẳng BE, đây là đoạn thẳng BE vuông góc với đoạn thẳng AB. Vuông góc với đoạn thẳng AB. Đó. Đoạn thẳng BE vuông. Vuông góc với đoạn thẳng BC. BE này vuông góc với BC. Đây. Vuông ở đỉnh B. Vuông ở góc đỉnh B. Và đoạn thẳng BE vuông góc với đoạn thẳng AD. AD đó. Vuông ở vị trí điểm cắt nhau hai đường chéo này. Đó. Câu 4. Trong số 6.125.037, giá trị của chữ số 1 hơn giá trị của chữ số 5 là 95.000 đơn vị. Tại sao chúng mình lại khoanh vào đáp án C? Vì chữ số 1 đứng ở hàng trăm nghìn, cho nên có giá trị là 100.000. Chữ số 5 ở hàng nghìn, nên có giá trị là 5.000. Vậy ta lấy 100.000 trừ đi 5.000 thì bằng 95.000. Kết quả của phép trừ chính là giá trị của chữ số 1 lớn hơn giá trị của chữ số 5. Đó, ta lấy hai hàng ta trừ đi. Câu 5, A và B lần lượt là hai số lẻ liên tiếp. Biết A cộng B bằng 252, vậy A bằng bao nhiêu? Hai số lẻ liên tiếp. Vậy A là 125. A là 125, đáp án đúng là A. Cộng với B là 127 thì tổng là 252. Chúng mình sang câu tiếp theo. Câu 6. Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Năm đó thuộc thế kỷ nào? Chúng mình lại ôn về thế kỷ. Thế kỷ là một đơn vị đo thời gian, một thế kỷ bằng 100 năm. Và khi viết thế kỷ người ta viết bằng số La Mã. Nhớ số 1 là 1,
số 5 là V, 10 là X, 20 là XX, 30 là 3 chữ X, 50 là L, 50 bớt 10 còn 40, 50 thêm 10 là 60, 50 thêm 20 là 70, 50 thêm 30 bằng 80, C là 100, 100 bớt 10 là 90. Vậy 5968 thuộc thế kỷ 10, vì 900 năm là thế kỷ 9, còn 68 năm đang thuộc thế kỷ liền sau của thế kỷ 9, tức là thế kỷ 10. B là đáp án đúng. Câu 7, một mảnh đất có kích thước như hình dưới đây. Vậy diện tích của mảnh đất đó là A, B, C, D. Đầu tiên chúng mình tính diện tích cả thửa đất to này bằng cách lấy chiều dài là 23m x 8. Rồi chúng ta tính diện tích cái phần bị cắt đi này. Đó. Lấy dài nhân rộng 6 x 4 bằng 24. Lấy cả diện tích mảnh to trừ đi cái diện tích mảnh đã cắt đi. Kết quả của phép trừ thì chính là diện tích của mảnh đất. Vậy B là đáp án đúng. Chúng mình thực hiện lấy nháp kiểm tra xem có đúng là đáp án D không nhé. Phần tự luận 6 điểm. Bài 1 đặt tính rồi tính. Chúng mình thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Và vở. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình thực hiện. Sau đó chúng mình sẽ đối chiếu với kết quả của cô giáo. Ai mà quên mất cách nhân và cách chia thì chúng mình mở lại video bài nhân và bài chia để chúng mình ôn lại nhé. Cách nhân và chia nếu quên thì chúng mình mở bài nhân và bài chia để chúng mình ôn lại. Bài 2 số 9 thế kỷ bằng 900 năm. 5 phút 15 giây bằng 315 giây. Tại sao chúng mình lại điền được 315? 1 phút 60 giây. Vậy 5 phút thì ta lấy 60 x 5 bằng 300 cộng với 15 bằng 315. 1 tấn bằng 1.000 kg. 17 tấn là 17.000 cộng với 126 thì bằng 17.126. 1 mét vuông. Chúng mình đổi ra cm vuông. Sau đó chúng mình cộng với 85 cm vuông. 1 mét vuông đổi ra decimét vuông. 9 mét vuông thì bằng 90 thì bằng 900 decimét vuông. Đổi ra cm vuông, ta lại thêm 2 chữ số 0 nữa thì thành 90.000 cm vuông. Sau đó cộng với 85 cm vuông. Kết quả là 90.085 cm vuông. Bài 3 tính bằng cách thuận tiện nhất. Chúng mình sẽ kết hợp những số có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Ghép lại mà thành số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn để chúng mình thực hiện. Đó. Cô Lan ghép hai số hạng thành 600 và cộng với 400 bằng 1.000. Ở đây biểu thức thứ hai chúng mình cũng ghép những số mà để tạo thành số tròn chục, tròn trăm hoặc tròn nghìn với nhau để chúng mình thực hiện. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. Bài 4, điền vào chỗ trống đoạn thẳng BH vuông góc với đoạn thẳng nào. Chúng mình quan sát hình vẽ BH vuông góc với đoạn thẳng nào. BH vuông góc với đoạn thẳng AD. Đó. Đoạn thẳng BH song song với đoạn thẳng nào? Song song với đoạn thẳng ED, DC và song song đoạn thẳng EC. Tên hình thoi
đó là hình thoi ABDH. Tên hình bình hành là ABDH. BD EH. BC DH. Có 3 hình bình hành. Hình thoi cũng chính là hình bình hành các con ạ. Hình thoi là hình bình hành đặc biệt có các cạnh bằng nhau. Bài 5, chú Tư dự định đổ cát san lấp mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m và chiều rộng là 8m. Theo như chú tính toán, cứ mỗi mét vuông đất cần 2 tấn để san lấp. Mỗi chuyến xe chở được 8 tấn cát. Hỏi để vừa đủ cát san lấp mảnh đất đó cần bao nhiêu chuyến xe chở cát? Chúng mình đọc, chúng mình suy nghĩ xem bài toán cho biết gì. Bài toán hỏi gì? Sau đó chúng mình suy nghĩ, chúng mình làm bài. Sau khi làm xong thì chúng mình đối chiếu với bài của cô giáo. Đầu tiên chúng mình tính diện tích của mảnh đất đó. Chúng mình lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng và đơn vị là mét vuông. Sau đó chúng mình tính số tấn cát để san lấp mảnh đất. Mỗi mét vuông cần 2 tấn. Vậy ta lấy 120 mét vuông. Ta lấy 2 nhân với 120 mét vuông. 2, nhân với 120 bằng 240 tấn. Số xe chở cát cần để vừa đủ cát san lấp mảnh đất là, ta lấy 240 chia cho 8, vì mỗi một xe chở được 8 tấn. Kết quả của phép chia chính là số chuyến xe cần chở cát để san lấp mảnh đất đó. Đáp số 30 chuyến xe. Chúng mình tự làm rồi chúng mình đối chiếu với bài của cô giáo. Chúng mình hãy bấm like và nút đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video của cô giáo và bộ đề thi học kỳ. Chỉ những ai đã bấm đăng ký kênh thì mới xem được đầy đủ. Xin chào và hẹn gặp lại.